Trong chuyến bay này, lần đầu tiên Travis trải nghiệm một lúc hai phòng chờ hạng thương gia ở sân bay và cũng là lần đầu tiên vào phòng chờ riêng của một ngân hàng. Và với chuyến bay từ Hà Nội đi Pleiku này, Travis cũng chia sẻ với các bạn cách nâng hạng thương gia giờ chót giá rẻ mà không cần dùng đến Option Town. Xin chào các bạn, Travis lại có mặt ở sân bay Nội Bài và hôm nay thì Travis sẽ bay từ Hà Nội đi Pleiku. Và hôm nay thì một lần nữa mình lại nâng hạng thương gia với giá rẻ. Và nâng hạng thương gia với giá rẻ theo cách này như thế nào thì ok, các bạn xem một đoạn clip nhỏ hướng dẫn sau đây nha, trước khi Travis vào phòng chờ. Và sau đây là cách nâng hạng giờ chót trực tiếp với Vietnam Airlines chứ không thông qua Option Town. Đầu tiên, các bạn vào web hoặc app của Vietnam Airlines. Trong trường hợp này thì mình dùng app cho tiện. Sau đó vào phần 3 chấm hay là chức năng khác ở cuối màn hình, chọn tiếp quản lý đặt chỗ. Hãy điền vào mã đặt chỗ của mình cùng các thông tin theo yêu cầu trên app. Hoặc nếu bạn đã điền số thẻ bông sen vàng vào vé lúc mà mua trên web giống như mình thì truy cập vào tài khoản bông sen vàng như mình làm, là sau đó các đặt chỗ của bạn sẽ hiện ra. Bước tiếp theo, hãy chọn chuyến bay mà bạn muốn nâng hạng. Và hãy lưu ý rằng các bạn chỉ có thể nâng hạng trực tiếp với Vietnam Airlines theo cách này trong vòng 24 tiếng trước giờ bay nhé. Và hạng đặt chỗ của bạn phải là hạng phổ thông tiêu chuẩn hoặc phổ thông linh hoạt. Sau đó chọn tiếp nâng hạng chuyến bay. Như ở đây có lựa chọn cho chuyến bay từ Hà Nội đi Pleiku với mức nâng hạng từ phổ thông lên thương gia là 495.000 đồng. Nếu bạn thấy mức phí này là phù hợp thì mua thôi. Ở bước tiếp theo thì bạn chọn chỗ ngồi mà bạn muốn, miễn phí nha. Và bước cuối cùng là làm theo các hướng dẫn trên app để thanh toán. Các bạn lưu ý là mức giá ở đây chỉ là tham khảo và có thể thay đổi tùy vào thời điểm và hạng vé của bạn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể nâng hạng theo cách Travis đã hướng dẫn trước đây với Option Town. Và nâng hạng với Option Town thì không bị hạn chế mua vé hạng gì. Hạng nào cũng có thể nâng hạng với Option Town được và không cần phải chờ đến thời điểm trong vòng 24 tiếng trước giờ khởi hành như nâng hạng trực tiếp với Vietnam Airlines. Và đây là phòng chờ VP Bank Diamond Elite Lounge, nhưng mà lát nữa thì Travis sẽ review sau nhé. Giờ thì mình vào phòng chờ Bông Sen hay là Lotus Lounge của Vietnam Airlines đã. Lần đầu đi một chuyến bay mà vào tới hai phòng chờ luôn. Wow, và đây vẫn như thường lệ thì Travis sẽ vào phòng chờ Lotus Lounge của Vietnam Airlines. Và không biết thì hôm nay buổi sáng phòng chờ có món gì không. Cứ mỗi lần đến đây thì có một món mới nên mình cũng khá là thích. Hôm nay thì phòng chờ Bông Sen chưa có món gì mới. Thôi thì quay lại với những món yêu thích xưa nay vậy. Là một chút bánh cuốn với mắm pha và chả quế nè. Mà dạo này phòng chờ Bông Sen ở sân bay Nội Bài có thêm nước dừa xiêm tươi đóng lon uống rất là ổn luôn. Tiếp theo là do không kiềm chế được cái mùi phở ở quầy gần đó, cho nên là mình đã quyết định là một tô phở gà nóng hổi. Và mọi thứ ở đây đều rất là nhỏ xinh, khẩu phần ăn thì cũng không nhiều, cho nên không phải là do mình ăn nhiều đâu nha. Mỗi thứ ăn một chút thôi. Và kết thúc bữa sáng thì mình lấy một bịch snack cua, mấy miếng bánh ngọt. Và bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cho nên là các bạn cố gắng đừng bao giờ bỏ bữa sáng nhé. Bây giờ thì mình qua phòng chờ VP Bank Diamond Elite Lounge. Nhà ga quốc nội sân bay Nội Bài thì nói thật luôn là có quá trời phòng chờ luôn. Và đây là lần đầu tiên mà Travis vào phòng chờ riêng của một ngân hàng. Hôm nay thì mình đi ké người nhà có thẻ cao cấp của VP Bank và có thể mời thêm một người đi cùng nữa, cho nên là tiện có cơ hội review cho các bạn luôn. Và ấn tượng đầu tiên của mình về phòng chờ này đó là tuy diện tích nó không có rộng nhưng mà có khuyết tông màu xanh lá cây rất là dễ chịu và không đông khách như là bên phòng chờ Bông Sen, cho nên là khá là yên tĩnh. Và tiếc cái là phòng chờ này không có view nhìn ra đường băng và sân đổ, nhưng mà cũng không sao. Và đây thì có một số khu vực ghế ngồi có ô cắm tiện lợi cho hành khách nào muốn sạc thiết bị của mình nè. Còn có cả iPad để sẵn ở đó cho ai có nhu cầu giải trí cá nhân. Và các bạn có thể dùng để xem YouTube của Yêu Bay chẳng hạn, cũng hợp lý đó. Và khu vực mà đồ uống và snack thì cũng rất là đa dạng luôn. Và các loại đồ uống ở đây thì có từ là đồ nóng nè, sữa nè, nước trái cây, nước ngọt, bia vân vân. Có cả trà đóng chai nữa. Và khu vực
quầy đồ ăn tự chọn thì cũng đa dạng với các cái món mà theo mình thấy là y hệt như bên phòng chợ Bông Sen luôn. Chỉ cái điều là không có món phở tươi thôi, nhưng mà ở đây cũng có mì ăn liền nha, và có thịt gà tươi và chả lụa tươi nè, nếu các bạn muốn làm cho mình một tô mì thơm ngon và chất lượng. Và theo mình thấy một phòng chờ nho nhỏ như thế này nhưng mà đồ ăn đa dạng như vậy thì là cũng là quá ổn rồi. Mình thì cũng đã ăn khá đủ bên phòng chờ Bông Sen rồi, cho nên là khi qua đây chỉ uống thêm một tách cà phê nóng thôi, sau đó thì tranh thủ nghỉ ngơi trước giờ lên máy bay. Phòng chờ này cũng có một cái ghế massage, nếu bạn nào thấy nhức mỏi có thể nằm vào thử nha. Ở cái ghế này nó có nhiều cái chế độ massage khá là hay. Còn buồng vệ sinh thì theo mình là thấy là khá sạch sẽ và được cung cấp các vật phẩm phục vụ vệ sinh cá nhân. Đến giờ ra máy bay rồi, hôm nay thì mình ra máy bay ở cửa số 10. Hành khách được đưa ra máy bay bằng xe buýt. Mình đi hạng thương gia nên là có xe riêng. Và đây là xe buýt dành cho khách hạng thương gia. Và hình như chỉ có một mình là khách hạng thương gia cho chuyến bay này thì phải. Và đây rồi, chiếc Airbus A321 sẽ đưa mình từ Hà Nội đến Pleiku. Và để xem chuyến bay với thời gian bay khoảng 1 giờ 15 phút này thì hãng sẽ phục vụ hành khách hạng thương gia cái gì nhé. Chiếc Airbus A321 này có cấu hình sắp ghế chỉ có 8 ghế hạng thương gia thôi và cũng là loại ghế thế hệ cũ. Trước chuyến bay thì như thường lệ hành khách hạng thương gia sẽ được phục vụ nước đóng chai và khăn ướt. Và để lướt một vòng quanh ghế cho các bạn xem nhé. Ghế thì cũng đơn giản thôi, cũng không có gì nhiều để review. Một bên thì có hộc để đồ nho nhỏ cùng chỗ cắm tai nghe và các nút điều chỉnh âm lượng các kênh âm thanh trên máy bay. Một bên thì là có nút bấm ngả lưng ghế. Và cái loại ghế này thì không có tấm nâng chân như trên các tàu bay Airbus A321 khác của Vietnam Airlines. Và khoảng cách ghế thì cũng khá là ổn. Giờ thì sẵn sàng cất cánh thôi, máy bay đã được đẩy lùi rồi. Máy bay đổ định độ cao và trước tiên là phải vào buồng vệ sinh đi rửa tay cái đã. Và sau đó thì về ghế ngồi, mở bàn ăn và chuẩn bị cho bữa ăn nhẹ. Chuyến bay hôm nay thì xuất phát lúc 10 giờ 20 và kéo dài chừng 1 tiếng 15 phút thôi, cho nên hãng phục vụ bữa nhẹ. Bữa nhẹ thì gồm có bánh mì kẹp thịt gà xả ớt nè. Nhìn chung thì sau đợt dịch này thì các bữa ăn nhẹ đa phần là có loại bánh mì kẹp, chỉ có nhân là thay đổi thôi. Và hôm nay là lần đầu tiên mà mình ăn bánh mì kẹp thịt gà xả ớt. Trên khay còn có một trái quýt tráng miệng và như mọi lần là chai nước We Real mà mình rất yêu thích luôn. Lần này là chai tổng hợp các loại quả có nhiều vitamin C. Mình thì cũng yêu cầu một tách cà phê nữa. Và đây là khay ăn hoàn chỉnh cho chuyến bay hôm nay. Và nói riêng về bánh mì kẹp thịt gà xả ớt thì cái loại này cho biết thấy cũng khá là ngon và lạ miệng. Và nhất là được tăng vị khi mà kẹp thêm đồ chua nữa. Tuy nhiên thì mình vẫn mong là Vietnam Airlines có thực đơn suất ăn nhẹ mới để thay đổi cho món bánh mì này. Ăn xong thì tầm nghỉ một chút, hôm nay thì cả khoang hệ thương gia thì có một mình thôi nên cảm giác rất là riêng tư và yên tĩnh. Và nằm được một chút thì máy bay hạ cánh rồi. Và khi hạ cánh xuống Pleiku thì các bạn có thể ngắm những mảng xanh của núi rừng Tây Nguyên rất là đẹp. Và đây cũng là khoảnh khắc mà các bạn rất nên tận hưởng nhé. We'll be right back.
giờ thì máy bay đã đáp xuống sân bay Pleiku rồi. Hôm nay lại được trải nghiệm đi bộ thẳng từ máy bay vào nhà ga luôn, điều mà hiện nay không còn nhiều sân bay áp dụng. Và Pleiku hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Và sau một ngày ở lại Pleiku xem trận bóng giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Sài Gòn thì Travis lại ra sân bay để về Hà Nội tiện so sánh suất ăn hạng phổ thông với hạng thương gia cho các bạn xem nhé. Và đây là phòng chờ hạng thương gia ở sân bay Pleiku. Cũng không thay đổi gì trong những năm qua, được cái là có view nhìn ra đường băng đẹp. Và bây giờ thì chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đã đáp xuống sân bay Pleiku rồi, chuẩn bị đưa Travis về lại Hà Nội. Hôm nay bay thì thời tiết nắng đẹp và trời trong nữa. Và các bạn có nhận ra bên dưới là thành phố nào và sân bay nào không? Và sau những ngày mưa bão thì trời miền Trung hôm nay lại nắng rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì máy bay đậu nơi độ cao rồi. Và đối với hạng phổ thông trên chuyến bay này thì hành khách được phục vụ một suất ăn nhẹ với một gói bánh trứng chà bông của Richie và một chai nước. Và đây cũng là bánh mà như Travis nói nhiều lần là mình rất là thích trên những chuyến bay của Vietnam Airlines. Và hành trình đi Pleiku đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên chia sẻ vlog và nếu bạn chưa theo dõi Yêu Bay, hãy nhấn nút theo dõi để xem các video khác của Yêu Bay nhé. Xin chào các bạn.